Nè, bấm gọi taxi giùm cụ ơi. Cụ còn đi qua mệt tim á, khó thở á, bị tim mà. Xong ấy bấm điện thoại gọi taxi giùm cụ ơi, cụ đi bệnh viện khó thở quá à. Xong cái anh Huynh nó thôi để con đưa đi cho nhanh. Trời ơi, ở trong nhà không có đồ ăn gì hết trơn, chỉ có nồi cơm thôi à. Năm người con nhưng mà không có một người ở kế bên luôn. Khi bệnh nó không có một người kế bên luôn. Dạ Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Sáng sớm Kiều với anh Hun đi đưa thành viên mới về nhà. Để Kiều cho ông bà cô chú coi nha, sáng sớm đi rồi. Dạ, anh Hun đánh phái, anh coi hoài luôn á. Ông bà xin chào đi. Xin chào bác cô chú. Này, thành viên mới. Wow, thấy cưng chưa? Hai em thỏ ông bà cô chú ơi, hai em thỏ trắng luôn. Cái này cái anh ở trong công ty á nuôi nhà ở nhà nuôi thỏ nhiều lắm nên nó đẻ ra tới 6 đứa luôn. Nhiều quá không có nuôi. Cái tính mặn thịt á, cái Kiều nói trời ơi tội nghiệp quá, mặn thịt uổng quá nên Kiều xin về Kiều nuôi hai con. Nó còn nhỏ như vậy nè, chưa biết con đực con cái, chừng nào nó lớn lên nó mới biết. Anh Huynh nó bỏ bắp cải vô nè, với lại cái lá là lá gừng á nó ăn nè. Mời mẹ sao? Mời mì á, chắc đi xe bị say xe nên con này chưa ăn, con này nó ăn nhiều nè, con này bị say xe, anh Huynh nói vậy đó. Thôi đem ra đi anh. Cái Về tê chắc nó say xe đó, cạnh tranh á. Chân chân đi. Wow. Hay cưng quá. Để đây. Hay là để đây nha. Iko thập phô hè đình đấy. Iko ngập đấy. Chưa đi qua đi cả. Ừ. À, hay cưng chưa à? Cái anh nói là không có được để cho mấy con mèo nó nhìn thấy nha. Mấy con mèo nó thấy là nó hay chụp, nó ăn lắm mấy thỏ con, mấy con mèo với lại mấy con quạ khoái dữ lắm. Hai thỏ trắng có màu đen rồi có màu nâu nữa, nhưng mà kiểu phái màu trắng bắt hai con. Ảnh nói là chừng nào nó lớn á, là nếu mà hai con cái thì lấy một con đổi lấy một con đực cho, rồi nếu mà con đực con cái thì khỏi đổi. Muôn muôn tôi một cô rồi, muôn phi đồ hay chi hỗn phái lắm. Sáng sớm là hai đứa thức gì, thỏ con mắt nó màu đỏ nhìn dễ thương quá. Yêu kỳ luôn nổ một bán cassette à, anh uống cho nước, uống nước đi. Muôn tôi một cô hay chi xuống mà sợ xuống mà xuống mà nè xuống 필요해 돼. xuống mà nè xuống mà xuống mà sợ. Chịp chua đây nè. Xuống집 필요하지. 아이고, 숨어서 또 먹고 있어. 숨었는데 먹고 trốn trốn nó thấy nó trốn mà nó vẫn ăn. Thế có ba thì Chà, nó bụng á, ăn nhiều vô đi, hình luôn nó vậy đó. Nhìn cái mặt khoái nè. Chua ai á? cái Thích mà không? Khoái. giờ Cái sốc khi ta mấy bữa trước là Kiều nói là sẽ bắt về hai con thỏ, cái xong cái ảnh nói là anh đợi mà đợi tới ngày bắt mà đợi hoài luôn. Chị đồn phát là Bạch lá hành mềm, bạch là hành mềm trên trình thì nó phái ăn bắp cải ta ơi. Anh thấy chị chưa đúng rồi. Để cho nó gần hồ nước, để gần hồ nước luôn. Hùng phái nuôi nuôi cái gì á lạnh hùng phái lắm. Chó mèo hay là động vật này kia ảnh mà nuôi cái gì lạnh phái vậy đó chưa á. Phái nhìn hoài luôn. Buổi chiều có cụ hàng xóm đi qua nhờ anh Hun gọi điện taxi giùm để đi chở đi bệnh viện, nhưng mà anh Hun nói là đi taxi bất tiện lắm nên để anh chở giùm cho, với lại đưa đón cũng dễ dàng hơn nữa, kế bên nhà. Cụ ở nhà có một mình à, tội nghiệp dữ lắm nên Kiều với anh Hun đưa đi giùm. Tới bệnh viện rồi nè,
anh Hùng muốn chở bác đi vô phòng ở trong á để cho người ta khám với lại cho thuốc. Hôm qua là đi rồi, đi xong cái bệnh viện đi rồi chích thuốc rồi, nhưng mà tự nhiên cái mạch tim nó không có sức, cái nhưng nó uể oải vậy nè, tự nhiên cái mạch tim không có sức. Xong cái chở vô ở phòng ở trong, anh Hùng đưa cụ đi vô trong rồi. Về đến nhà hên á là cụ không sao hết trơn á, rồi bây giờ đi rồi về rồi nè, cho thuốc lại uống, cụ không sao hết trơn, cho thuốc lại rồi uống. Hỏi cụ ăn cơm nước gì chưa, chưa ăn cơm gì trơn á, chưa ăn cơm làm sao uống thuốc. Xong cái kiểu với anh Huân ghé vô ngay chỗ cái nhà hàng kia, xong cái người ta bán cháo á, cháo mà bán với nấm, với lại nấm rồi thịt này kia rồi đó. Rồi cho cụ ăn cháo xong rồi uống thuốc xong rồi trở về tới nhà nè. Cái xong cái cụ cảm ơn quá trời luôn, rồi còn đưa tiền cho hai vợ chồng Kiều nữa. Rồi Kiều không có lấy tiền, cụ già cả gì mà còn lấy tiền gì, xong rồi Kiều đâu có chịu đâu. Cụ mới nói là cái tiền này giống như là tiền trả tiền xăng dầu, Kiều mà với anh Huân không lấy Kiều buồn, cụ buồn lắm. Xong cái Kiều mới nói chừng nào cụ khỏe đi, rồi Kiều cụ mà chồng chọt cái gì đó rồi cho con một ít cũng sao đâu, đừng có đưa con tiền. Nói xong cái cụ nói trời cảm ơn quá trời luôn, rồi bây giờ cụ khỏe rồi, đi vô nhà rồi. Hồi nãy trời mưa anh Huân sợ hai con thỏ của ảnh ở ngoài bị mắc mưa, cái ảnh đem vô ngay chỗ chiếc sân nhà. Cưng thấy ghê không, bỏ ở trước sân nhà nè sợ nó mắc mưa, nó ăn cả xá lách quá trời luôn. Một con thì ở trên nhà hai tầng nó mới chịu. Nhà hai tầng của anh Huynh làm á, ăn cải xà lách quá trời luôn. Khoái ăn cải xà lách, Kiều hái cải xà lách nè, rồi dưa hấu vô. Rồi ăn cải xà lách với lại cái gì ta, bắp cải. Cái gì? 버리는 거지. 태우는 거? Thì có hai cá nục nè, mới mua hai cá nục. Chút rồi cái mặn rồi xong rồi cái đem chiên ăn. Đi vào đi. Cô đang chờ đợi cô. Cô đang chờ đợi ta cô. Cá này lên để một chút gói vào sống ăn. Anh Huynh lại hái cái lá khác cho con thỏ ăn nữa nè. Cái lá này thường thường là cái củ
là rất là tốt cho sức khỏe cho người, còn cái lá thì cho thỏ ăn. Trời ơi, vậy cái anh cưng dữ lắm, mới dọn cái chuồng thỏ xong nữa đó. Kiều đi ra đi vô có thấy cái chuồng thỏ sạch trơn rồi. Bây giờ Kiều sẽ đi hái ít cao vô để ăn chút gói cá ăn. Trời mưa mấy cái cây cải xà lách kia nó ngã nè. Nó ngã nằm dạt xuống đất luôn. Cái này là hôm bữa Kiều bứng ra bên kia Kiều trồng á. Xong cái còn lại tính bứng bỏ rồi. Mà thấy mấy con thỏ cái chừa lại cho mấy con thỏ ăn nè. Lại đằng kia xào quá à. Hái mấy lá vô gói cá ăn. Khỏi mất công lại đằng kia. Lại đằng kia thì nó nhiều hơn. Đằng kia hái nó nhiều hơn. Hái mấy lá đem vô gói cá ăn. Đi qua bên đây hái lá hẹ. Qua đây hái mấy lá hẹ. Trời ơi, trời mưa cái húng lũi nó lên tốt quá trời luôn. Nhìn thấy cưng quá à, rau thơm nữa nè. Rồi rau quế nữa nè. Hái vài đọt đi vô gói rau ăn mới được. Bố ghi chị. Đi sọc xuống. Mùi kia á, mũi á. Cái gì, gặp mũi á, mũi á, thơm quá. Ừ, thơm. Thơm á. Ăn quá tải. Như giờ xuống. Ôi trời, chín hết trơn rồi, hái cà đi. Chín rồi, bè đi. Em vô thay cái sơ. Trời, chín hết trơn rồi. Cái sơ. Ơ, thấy cưng không? Thấy cưng không? Ừ. Bây giờ nó thả tay không? Ừ, thả tắt tay không? Hái hết luôn đi. Chín nó vô rồi. Đi vòng vòng cũng hái được gỗ rau sống vô gói cá ăn. Trời ơi, mấy cái cà, trái cà chua thấy cưng quá à. Vô gói cá chiên ăn. Cá chiên, gói bún, cuốn bánh chén. Rồi mắc cái gì ngồi ở trong nhà cũng coi camera mấy con thỏ ở ngoài nữa nè trời. Ui. Mua bay á. Thu kỳ. Trời. Ngồi ở trong nhà cũng coi camera mấy con thỏ nó ra làm sao nữa trời. Nó ở đâu? Nằm đâu? Ở đi á? Ở đi Thúc Kiều. Để phía bên hông nhà nè. Body yêu tùy sự bác xe. Ai cơ. Quê bà, tụi tục ổn nên thế. Ai, chúng bố bóng là không may cả. Trời ơi. Thế ghê thiệt chứ. Giờ có ăn cơm không? Phạm một có? Ăn một cái gì? Thuốc kia kê sóc bà. Ăn một cái gì? À, ăn một ớ, một một chứ mà. Một chứ mà, một chứ mà. Thưa quý vị. Annyeonghaseyo, xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều chiên hai con cá nục, cuốn bánh, cuốn gạo sống nè, bún nè, gói với bánh chén, chấm với lại nước mắm nêm. Hôm bữa Kiều làm còn bỏ trong tủ lạnh á, hôm nay ăn lại nữa. Xin mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Mắt ăn đi. Nè, đi có bánh tráng. Nhúng nước nè. Ô, chị cứ nhanh chấm cơm mà nói. Nè, đậu phộng nè, nãy em đâm nè. Ừ, nó có. Bỏ miếng đậu phộng vô. Không ngủ đây thì mình ăn bột mì. Rồi không cho nó à đây nè. Mua sinh nhật che cho anh nè. Nó. Ừ. Còn. Còn á, cái này là gạo húng lũi. Gạo húng lũi. Này gạo thơm. Gạo thơm. Gạo thơm mà. Gạo thơm. Gạo thơm.
Khúc xưa chờ kỳ. Khúc xưa là khô. Tạm nè. Cá. Ồ, con nó. Ồ, bà chạy bà. Ồ, bà chạy bà. Ồ, bà chạy bà. Dạ dạ dạ, đúng không đấy. Ăn cái này mới ngon. Mấy cái. Bỏ nhiều nhiều vô. Trời ơi. Cá nhiều hơn mới ngon. Dạ, thả đồ vật rồi. Bây giờ này cả thả đồ vật. Thì nó muốn khó, chắc là hề thế. Lấy đi một cái. Ở đây á. Cái chân mắt. Ngon. Ngon á. Sáng sớm phải lên á. Bánh nhà các bạn không. Có là thơm với húng lưỡi rồi nó ngon quá. Thịt cá thơm gì đâu á. Khánh Khánh á. Trời ơi, ngon quá. Bỏ mấy cái rau tùm lum tùm la vô nó hòa quyện á. Vừa với lại cá chiên ngon nè. Ô ta cứ nhăn, vô kì, hành khúc xay cho rồi, giặt che gì cơ sắm mà một cô tôi té. À mua cơ nào bà cho ba hâm nhờ. Ok mà để bếch ạ. Ngon quá. Không có rồi nè cơ, mà nó. Anh luôn để sẵn, anh sẽ sẵn ra luôn. Cái này là bỏ vô thử rồi. Anh chứ, cảm giác. Ồ, mát xô, nên che nó mua chua à. Có rau mè nè, bỏ vô ngon dữ lắm. Anh muốn hỏi, Việt Nam có lá mè không? Có á, nhưng giống như là rau tía tô á. Cá vô. Wow. Bánh chăng. Nó kia này. Bánh chăng sao phụ. Ngon quá, ngon mà. Bắt đầu ngon. Ngon. Ok, xem xem cái nhân một cô bạn ở à, đây. Nó sao? Cá ngon. À, vậy thì phi quả một cái gì? Phi quả một. Cái bố thế. Bố chứ sao? Phi bố bắt bắt cả lần. Cá nục này ngon thiệt luôn á. Xong cái anh muốn nói là tại em nấu ăn ngon á nên á cá ngon. Yêu ký nhìn chú trái là chú ký thì có yêu ký lấy cái sườn gà. Còn nhận thịt cá mục nó tươi ngon về kiểu mua về cái kiểu mặn liền luôn á. Wow. Ôi cũng mau quá. Nó đúng dịp quá à nhá. Gói cuốn gì đâu gọn đơ vậy trời. Wow. Chính xác. Ngon quá.
Ôi vâng thật. Anh Hương giờ cuốn bánh chán điêu luyện rồi. Wow. Chị chú bộ tạm thôi, chả nên đấy ảnh vô con ngồi. Hồi nãy á, hồi nãy cái cụ mà Kiều với anh Hương đưa đi bệnh viện hồi nãy á, là nhà có 6 đứa con lận, mà giờ có mình cụ ở quê ở nhà. Còn á, mấy đứa 6 đứa con á đều là ở Seoul hết, đều ở thành phố Seoul hết trơn luôn á. Rồi á, đó nãy giờ cũng nói gì đó, đều ở thành phố Seoul hết trơn á. Rồi cái bệnh rồi lâu lâu chỉ có một người con không biết thứ mấy nữa, thì cũng có một người con đó đưa cụ đi bệnh viện. Rồi xong đưa vô bệnh viện, rồi cái người ta chích thuốc xong rồi đi về liền à, chứ rồi đi lên thành phố liền luôn, chứ không có ở lại với cụ. Ở 6 người luôn mà giờ ở có mình nên là không ai nuôi chứ, tội nghiệp ghê luôn. Cụ là 90 mấy tuổi rồi đó ông bà cô chú, lớn tuổi là mà khỏe lắm, đi còi vậy đó. Đỡ cụ là cụ không có cần đâu, thôi để cụ đi, không có phải đỡ gì trơn á. Trời nhìn tội nghiệp lắm. Hồi nãy Kiều vô á, Kiều tại Kiều vô nhà cụ Kiều không có tiện quay á. Trời ơi, ở trong nhà không có đồ ăn gì hết trơn, chỉ có nồi cơm thôi à. Rồi dở tủ lạnh ra, rồi rau này rau kia của Hàn Quốc á, thì người Hàn hay làm bóp bỏ gia vị này gia vị kia á, chỉ có là 2-3 cái chén rau để trong tủ lạnh vậy thôi á. Rồi xong chỉ có nồi cơm, không có thịt thông cá gì trơn á. Cái xong rồi Kiều chạy về, trong tủ lạnh còn xương á, xong rồi Kiều hầm đậu tương theo kiểu Hàn Quốc mà lúc trước mẹ chồng Kiều bệnh á. Cái Kiều hầm xong rồi bỏ cái kusali vô, rồi cái nấu cho mềm, ruột ra, rồi xong rồi Kiều đem vô bánh. Rồi Kiều bỏ vô cái từng tô vậy đó. Xong rồi đẩy nắp lại từng tô mà người ta hay bỏ cái vô tủ lạnh á. Xong thì bỏ vô tủ lạnh gì đó. Kiều nói là khi nào mà cụ ăn á, rồi cụ đem ra cụ hâm nóng là ăn với cơm thôi. Nó ăn xương vậy, trời cảm ơn quá trời luôn. Tự nhiên cái Kiều đem đồ ăn qua, Kiều nói vậy á, cái nước mắt cụ lã chả ghê gì nè. Ồ, tội nghiệp dễ sợ luôn á. Aka Hanmani Kusite cho. Lớn tuổi dữ lắm rồi, 90 mấy nhưng mà không có lẳng nha, nói gì cũng nghe rõ, trả lời gôn gót luôn, không có lẳng gì trơn á. Lúc nào khỏe khỏe là đi cái giường ở phía trước đó, là chồng cái này chồng cái kia vậy đó, chứ không có nằm một chỗ đâu. Xong rồi Kiều đem dưa hấu qua cắt rồi bỏ tủ lạnh đem cho nữa. Tự nhiên nhìn cụ khóc cái bắt đầu Kiều cũng rớt nước mắt theo luôn à. Hồi tội nghiệp gì đâu á trời, già cả rồi giờ ở mình ôm vậy tội nghiệp dễ sợ luôn. Xong cái anh Hôn ảnh làm cho một cái ảnh chế ra giống như là cái nút chuông vậy đó, kết nối cái điện từ đây cho đến nhà cũ á. Xong rồi ảnh nói là giống như cái nút treo trong bệnh viện, nhưng mà cô chú anh Hôn nói là chừng nào mà giấc tối nửa đêm á có khó chịu hay là khó thở này nọ á, bấm cái nút này nè, tại vì có khi nhầm khi giấc tối cái mắt cụ mờ á, rồi không có gọi điện được á, xong cái bấm cái nút đó là anh Hôn chạy qua được à. Đó, nói gì đó cụ cảm ơn quá trời luôn. Rồi hai đứa đi về Kiều làm cơm ăn. Cảm ơn nha. Hôm nay taxi 전화해달라고 택시 전화만 해주더라도 그거 여기 와달라고 그래서 온 거야. 택시 불러달라고. 아 택시 불러달라고? 근데 택시 안 와? 아니. 왔어? 아니. 오빠가 그냥 데려주고 싶으니까. 아 그래? 근데 어떻게 오빠 알아? 응? 할머니가 왔어. 할머니 왔어. 걸어서 와서 나 택시 좀 불러주세요. 아 그래? 응. 그래서 오빠가 아 택시 말고 잠깐 기다리세요 하고. 아 그래? 오빠 해주고 싶어. 택시 가면 다시 와야 되니까 힘들잖아. 그러니까. 그때 또 기다리는. 왜 나야? 오늘 nói là tại vì Kiều đang dọn dẹp trong nhà nè, rồi anh Huy làm vòng vòng ngoài á, xong cái cụ đi qua cụ nói là nè bấm gọi taxi giùm cụ ơi, cụ không đi qua mệt tim á, khó thở á, bị tim mà. Xong mới bấm điện thoại gọi taxi giùm cụ ơi, cụ đi bệnh viện khó thở quá à. Xong cái anh Huân nói thôi để con đưa đi cho nhanh, chứ gọi taxi lâu lắm rồi đợi, rồi người ta không có kẹ, không có đỡ gì mình đợi chờ gì đâu. Đó, xong rồi hai đứa mới dọt đi chở đi cụ đi đó. Bún sang hay là
5명 애들 5명 하는데 한 명도 안 같이 살아. 5người con nhưng mà một không có một người kế bên luôn. Khi bệnh nó không có một người kế bên luôn. Ở đây á, ở Hàn Quốc có người già thường ta sống toàn loạn mình không à, không có ở với con cháu gì trơn á, mẹ chồng của Kiều cũng vậy nữa, mấy làm Kiều kêu á là ở chung mà mẹ không là không á, nhưng mà hơn có một cái là khi mà mẹ chồng Kiều ở ngay chỗ khu chung cư đó đó là gần em chồng luôn, gia đình em chồng cũng gần ở đó luôn, chạy xe qua có 10 phút à, rồi anh chồng của Kiều cũng vậy luôn, chạy xe có 5-10 phút là tới là gần á, chỉ có hai chồng Kiều là ở xa nè. Từng nào ở gần nên từng nào em chồng của Kiều cũng đưa mấy đứa cháu qua chơi với mẹ hết trơn á. Ủa đi ông ma. Ừ. Cứ tâm xem không? Chị về kinh cho hôm em phải hay là? Ừ, chị quân chờ thật, khắc khâu đi cả. Ừ. Như thế, hôm bữa xin cô vô hành cả. Ừ. Chồng chá chú vào thôi. Ông chá chú vào thôi, ông mà hình được. Kiều nói mẹ có anh với lại em chồng Kiều á, ở gần đó cũng may quá. Rồi xong cái anh Huynh nói từng nào á, em gái cũng qua chơi hết trơn á, nên nó qua liền liền à, nên mẹ cũng cực. Không qua cũng cực mà qua hoài cũng cực. Tại vì á, em chồng Kiều có 4 đứa con lận. Rồi xong rồi mỗi lần cuối tuần á là chở đi qua mẹ chơi. Mà chở mẹ đi qua mẹ chơi là mẹ Kiều đâu có ở không đâu. Mấy đứa cháu qua chơi dễ vừa ở không, nấu cái này nấu cái kia, làm cái này làm cái kia, rồi dọn dẹp này nọ. Có khi vợ chồng Kiều lên chơi mẹ nói ôi mấy đứa nó qua mệt quá, than mệt nó nói thôi tao ở mình ơn vậy tao khỏe chứ mấy đứa nó qua gộn xăng sùm ấy rồi tao lo cái này lo cái kia tao mệt quá. Mẹ hay than vậy đó. Qua thì vui nhưng mà mệt. Có nhà của cô em chồng với lại anh chồng kế bên luôn cũng an tâm. Ngon không? Ngon. Phải cho ăn nhanh. Có nhà anh chồng với em chồng kế bên vậy đó nha, nhưng mà không có qua chơi đâu, không muốn qua chơi luôn. Đi mẹ Kiều đi làm vậy đó, đi quét dọn rồi đi trồng bông này kia cho mấy khu chung cư á, rồi đi quét dọn này nọ, quét sân này kia rồi đó, cũng người ta trả lương hàng tháng làm cho nhà nước á. Có ở nhà gần nhà em chồng với lại anh chồng vậy đó, nhưng mà không có qua chơi. Mà hễ mà nói cái là muốn qua nhà vợ chồng của ông Chinh Chu là chồng của Kiều á, vợ chồng của Kiều chơi quá, cứ nói vậy đó. Mà xa quá thì xa luôn. Mỗi lần mẹ muốn xuống đây á, là phải đi với em chồng hoặc là đi với anh chồng. Còn không thôi thì anh Huynh mới có thời gian, anh mới rước mẹ xuống đây chơi được. Vậy đó, mà kêu ở chung thì không ở nha, ngộ vậy đó. Muốn đi chơi vậy đó, chứ không có ở chung thì không ở. Ở Hàn Quốc á, hiếm có cái vụ mà cũng có gia đình ở nông thôn, cũng có gia đình ở chung nữa nha. Mà hiếm có ở trên thành phố hay là hiện bây giờ là hiếm có vụ mà con cái ở chung với cha mẹ đó. Lớn là toàn là đi lên thành phố làm hết trơn à. Rồi xong á, không thôi á lại là cha mẹ mà lớn tuổi này kia là đưa vô viện dưỡng lão à. Tại vì bận bịu công việc rồi không có thời gian chăm sóc mẹ, cha ở nhà đó. Rồi với lại người già thường thường á, ở người Hàn Quốc á, người ta già có khi á, già lớn tuổi rồi á, rồi bệnh này á, không có bệnh gì mà bệnh già ỉa đái này kia là người ta đưa vô viện dưỡng lão cho y tá người ta chăm sóc giùm mà, chứ không có chăm sóc giống như ở Việt Nam của mình. Mong chung thưa bà đấy mày mong chung thưa bà đấy 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 mong chung
근데 오빠 입에 딱 맞아. 항상 오빠 그렇게 먹었어. 근데 조금 더. 고마워. 소스를 안 해놓고 그냥 큰 거 이렇게 넣어서 이렇게 먹으니까 진주가 먹을 때는 너무 크지. 맞다. 그렇지? 오빠 먹을 때는 안 커. 딱 맞아. 안 hỏi cái cuốn này anh gói cho em á bự không hay là vừa vừa. Tụi nói vừa vừa nhưng mà hơi bự bự. Cái anh nói là cái cuốn này vừa cái miệng của anh á, mà bỏ vô miệng của em bự quá. Quá. It's okay. 이렇게 크게 먹으면 익숙해가. 아빠 충분해. 근데 진짜 조금 컸어. 너무 맛있다. 오늘 밤에 할머니 아플까봐 걱정하고 있어요. 밤에 아프면 또 병원 또 가야 되니까. 뭘 착해. 옆에 집이 있는데 도와줘야지. 안 lo cho cái cụ kế bên nhà đêm nay quá à. Sợ giấc tối cụ đau á. Nên anh cứ lo hoài à. 할머니 죽순 줬어 지난번에. 죽순? 죽순 먼저 줬어. 그래서 진유 잠깐 줬잖아. 할머니. 그러니까 뭐 먼저 죽순 주고 너무 막 해주니까 오빠도 고마우니까. 오늘 lúc em đi làm á, cái cụ qua cụ cho măng tre á, ông bà cụ chú măng tre đó. Tự nhiên cái không có thân thích gì trơn, cái cụ đi qua cụ cho anh vậy, cái thấy ấm lòng dễ sợ, anh nhớ tới giờ. Nuôi mà ai mà cho anh gì anh nhớ ơn dữ lắm. Xong cái kiểu mới đem thanh long qua, tại vì thanh long làm trái mềm mềm á, cũng đem thanh long qua cho. Xong cái kiểu nấu cháo này kia cũng đem qua cho. Rồi đồ ăn này kia, thịt cá này kia cũng hay đem qua cho lắm. Hàng xóm cũng nhiều lắm, từ bên cạnh nhà nè, với lại cái chú nhà hàng ở trước nè. Nhưng mà cụ không có nhờ, cái nhỏ gì là hay qua kêu anh hun lắm. 안 우는 옆니 일단. 빼다 갈까? 없었어? 오. 잘 먹었다. 아, 하던 양으로 움직여야 돼. 그러니까 두께. 이거 딱 맞지? 이거 짠 거. 딱 지금 딱 맞아 사이즈가. 먹기 딱 좋아. 그리고 너무 빨리 하면 속도 안 하니까 안 빨리 안 녹아. 예전에 몰라 하면 먹고 꾸룩꾸룩 힘들었지. 지금 속도 아니 속도를 빨리 해야 돼. 그래서 한번 하면 그 속도 맞춰서 지금 하고 있어. 천천히 하면 큰일 나. 네, 그냥 큰일 나. 빨리 넣고. 빵 chén à. Thường thường á là cá chiên á là cá yêu hồng. 오빠는 이거 소스를 먼저 넣어. 여기다가 소스를 이렇게 이렇게 먼저 넣어. 그리고 잡아서 다 막아. 그리고 이제 넣어. gọn nhẹ, nó mua thêm ngay nè. Hôm nay anh bỏ cái nước sốt vô trước vậy đó, cái đầu gói lại anh bỏ vô miệng luôn à, nhanh gọn lẹ. Còn kêu là phái cuốn gì, chinh chui đi thiệt chua. Kêu thì phái cuốn chấm nước chấm được nhiều. Ngon ha. Có rau thơm này ở kia, ngon quá. Hôm nay đã ăn hết rồi. Chính chú sốt sốt nhiều quá chứ. Cái này cũng không mặn lắm. Trong thời gian qua này, chính chú không mặn lắm. Anh Huỳnh nói em ăn cái nước mắm này nhiều nè. Một tiếng sau là bắt đầu em khát nước cho mà thấy. Cái này chính chú chua. Chào mọi người, chào mừng mọi người, mọi người, chào mừng 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 Maşallah. Maşallah.
Thì Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh á, xin hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Kiều với anh Huynh nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.